Rồi bây giờ mình biết cái khối lượng nguyên tử rồi phải không? Vì vậy khối lượng của một nguyên tử tập trung chủ yếu vào hạt nhân của nó, vì các neutron và các proton có khối lượng gần bằng một Dalton nên số lượng xấp xỉ bằng tổng khối lượng nguyên tử và được gọi là khối lượng nguyên tử tổng khối lượng, có nghĩa là phải cộng vào với nhau mới ra tổng khối lượng, đúng không? Đúng rồi, là mình đã hiểu rồi. Bây giờ các chất đồng vị, mọi nguyên tử của một nguyên tố đều có cùng số proton, nhưng một số nguyên tử có nhiều neutron hơn các nguyên tử khác cũng cùng nguyên tố đó, đó giống như hydrogen nguyên tử đó, thấy không? À, cùng nguyên tố Rồi. đó có cái là H2, H3, H4. Những dạng nguyên tử khác nhau đó được gọi là chất đồng vị của nguyên tố. Trong tự nhiên, nguyên tố tồn tại dưới dạng hỗn hợp các chất đồng vị của nó. Ví dụ hãy xét ba chất đồng vị của nguyên tố carbon có số nguyên tử là 6, thấy không? Có carbon 6, cái ba cái loại carbon này có cái là 6, có nghĩa là ba cái đó đều là 6 hết. Số nguyên tử là 6. Cái số ở dưới là số nguyên tử, còn cái số ở trên là khối lượng nguyên tử, đúng không? Chất đồng vị phổ biến là carbon 12. À, chiếm 99% carbon trong tự nhiên. Chất đồng vị carbon 12 có 6 neutron. Là lấy 12 trừ cho 6 ra 6 neutron. Phần lớn trong số 1% carbon còn lại là chất đồng vị C13. C13 có 7 neutron, lấy 13 trừ 6 còn 7. Dạng thứ ba hiếm gặp là C14, có 8 neutron. Chú ý rằng cả ba chất đồng vị của carbon đều có 6 proton. Nếu không thì chúng không còn là carbon. Mặc dù các chất đồng vị của một nguyên tố có khối lượng hơi khác nhau, chúng vẫn hoạt động như nhau trong các phản ứng hóa học. Cái này con phải hiểu nha. Con số khối lượng nguyên tử được đưa ra, ví dụ Dalton đó là 22,9898 cho carbon, thường là trung bình cộng khối lượng nguyên tử, trung bình cộng khối lượng nguyên tử của tất cả các chất đồng vị của nguyên tử đó trong tự nhiên. À, cả C12 và C13 đều là các chất đồng vị bền vững, nghĩa là hạt nhân của chúng không có xu hướng bị mất đi các hạt. Tuy nhiên chất đồng vị C14 không bền vững, họ có tính phóng xạ đó, thấy không? À, Này có phải nhớ không? cái này con phải nhớ để con hiểu để làm cho những cái nguyên tố khác nữa. Chất đồng vị phóng xạ là chất mà hạt nhân của nó khi bị phân hủy một cách ngẫu nhiên giải phóng các hạt và năng lượng. Khi sự phân hủy dẫn đến sự thay đổi số proton thì nó chuyển đổi nguyên tử sang nguyên tử của nguyên tố khác. Nó cái con nói bà. À, thì nó biến thành một nguyên tố khác, Nói ra. đúng không? Ví dụ carbon phóng xạ mà nó chỉ có cái phóng xạ thôi, cái carbon phóng xạ nó mới biến thôi, còn nó không phải phóng xạ là nó không biến, nó không đổi. Vì Carbon phóng phóng xạ xạ, lại là một cái khái niệm khác. right, ví dụ carbon phóng xạ phân hủy thành nitrogen, nó thành cái phân tố, nó thành cái nguyên tố nitrogen, thì như vậy đó, một cái nguyên tố tự nó không bị phá hủy bởi bất cứ một cái phản ứng hóa học nào, là đúng như vậy nếu nó bền vững. Bây giờ nó không bền vững thì nó mới bị phá hủy, hiểu không? Vì sao người ta không nói chỗ khái niệm là nếu nó bình vững hơn vậy? Ừ, thì tại vì có thể người ta quên, nhưng mà từ ở trong này mình thấy rõ ràng, từ cái carbon này mình thấy bởi vì nó không bền vững cho nên nó mới bị phản ứng, bị phản xạ đó. Nguyên tử của mỗi nguyên tố Không. khác nhau về số lượng của các hạt dưới nguyên tử. À, bây giờ Chị con có hiểu các hạt dưới nguyên là tử con chưa? Ừ. Dạ con hiểu rồi mà chị chắc là cái uranium là cái nguyên tử phóng xạ ra nó bị phân hủy các hạt và năng lượng. Đúng rồi. Rồi con sẽ chấp nhận điều này. Cái điều kiện nó sẽ xem vô là nếu nó bình vững Ừ. Chứ tại sao đương nhiên tới cái chỗ carbon này là mình hiểu thêm nhiều thứ khác mà người ta không có nói cho mình biết. rồi. Thấy không? Thì từ đó mình mới suy ra được. Đây. Và đến phút này thì tôi sẽ tiếp nhận cái chờ khác. Ừ. Ví dụ cái liên kết hydrogen được tạo ra do sự hấp dẫn giữa nguyên tử hydrogen tích điện dương
một phần của nước, và nguyên tử nitrogen tích điện âm một phần của ammonia. Thì nó ra cái gì? Nó ra là NH2O với là NH3. Thì còn cái phản ứng hóa học của nó ra cái bà, gì? Bà ơi, cái phóng xạ con vẫn không có hiểu lắm về cái khái niệm. Ok, bây giờ con nói về cái phóng xạ đi, con hiểu phóng xạ là cái gì? Con chỉ nghĩ nó là cái gì tại sao nó có phóng xạ? Tại sao ở trong hóa học luôn luôn mình thấy cái ion cộng ion trừ? Ion. Ờ, cái ion nó là gì? Nó là tích ion. Điện. Ờ, ion đó. Tích điện, right. Đấy không? Ion à, là... đó. Ờ, con phải liên kết tới những cái đó để coi tại sao. Thí dụ, bây giờ thí dụ nha, mình phải có nhiều thí dụ. Nói về cái phóng xạ. Bây giờ mình phải hiểu phóng xạ là cái gì nữa. Phóng xạ là chất bị phân hủy một cách ngẫu nhiên, giải phóng các hạt và năng lượng. Ừ. Giải phóng, giải thoát cái năng lượng ra, đúng không? Chỉ là năng lượng rất kinh khủng. Bây giờ đây nè ha, cái đánh dấu phóng xạ, các nhà khoa học sử dụng các chất đồng vị phóng xạ, nó có chất đồng vị phóng xạ để đánh dấu các hợp chất hóa học nhất định, tạo ra các chất đánh dấu để có thể theo dõi quá trình trao đổi chất hoặc định vị hợp chất trong cơ thể. Trong ví dụ này, các chất đánh dấu phóng xạ được dùng để xác định hiệu ứng của nhiệt độ đến tốc độ sao chép DNA của tế bào. Hiểu cái này nha, con phải hiểu nó. Vậy phóng xạ là cái gì? Rồi, rồi. Phóng xạ. À, là cái phóng. Năng lượng nó bị phóng ra ngoài, gọi là phóng xạ chứ gì đâu. Đúng không? Rồi. Bây giờ con hiểu chưa? Khi mà cái năng lượng nó bị phóng ra ngoài, nó bị sức hút ở đâu đó, của một cái đứa nào đó, nó chạy ra ngoài. Hiểu không? Vì cái từ xạ nghĩa là gì mà? Xạ. Xạ ha, thì xạ hương, xạ gì đó, bà đâu biết. Từ rồi có, từ có xạ trị nữa, con cũng không. Hóa trị nè, trong này chúng ta nói về hóa trị nè. Rồi vậy. Thấy không? Bây giờ tụi con hiểu không? Phóng xạ có nghĩa là một cái năng lượng nào đó của nó bị cái sức hút của cái gì đó, nó hút đi ra ngoài, nó bay ra ngoài. Thì ở cái tầng thứ ba, cái valence thứ ba đó, nó mạnh lắm. Ý là đám mây tích điện đúng không? Ừ, đương nhiên nó phải ảnh hưởng lẫn nhau chứ. Rồi.